Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giao thông Vận tải, chi nhánh Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam, Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giao thông Vận tải chi nhánh Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Theo hồ sơ, qua công tác đấu tranh chuyên án liên quan đến hành vi vi phạm trong lĩnh vực đào tạo, cấp giấy phép lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện từ năm 2021 đến năm 2022, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giao thông Vận tải chi nhánh công ty cổ phần giao thông vận tải Quảng Nam do ông Sáu làm giám đốc đã có hành vi sử dụng giáo viên, phương tiện xe ô tô dạy tập lái khống để hợp thức hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên học lái xe nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các bị can Nguyễn Văn Sáu, giám đốc, Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân là phó giám đốc đã đủ yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ. Tối 27 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ ông Phạm Hồng Cường, 42 tuổi, đang giữ chức vụ trưởng phòng thủ tục tàu thuyền thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và một cán bộ chuyên viên khác để điều tra. Cơ quan điều tra bắt giữ hai cán bộ này để điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của hai người này. Theo tìm hiểu, hai cán bộ của Cảng vụ hàng hải bị bắt là để phục vụ điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, có dấu hiệu làm trái để cấp lệnh cho các tàu ra vào các cảng ở Hải Phòng. Đại diện lãnh đạo cảng vụ hàng hải Hải Phòng xác nhận hai cán bộ nêu trên ngày 27 tháng 6 không tới đơn vị làm việc. Tuy nhiên, vị này cũng từ chối thông tin về việc cán bộ cấp dưới đang bị điều tra. Còn lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị chưa thể cung cấp thông tin vì vụ việc đang trong quá trình xác minh điều tra. Ngoài hai cán bộ trên, Cơ quan công an cũng bắt hai đối tượng khác là nhân viên đại lý hàng hải. Được biết, ông Cường có nhiều năm công tác tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Trước khi được điều động bổ nhiệm làm trưởng phòng thủ tục tàu thuyền, ông Cường từng giữ chức vụ Tránh văn phòng Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến chương trình biểu diễn có nội dung phản cảm của một đơn vị tại khu du lịch Bãi cháy. Trước đó, trên các trang mạng xã hội có chia sẻ một clip với nội dung phản cảm không phù hợp thuần phong mỹ tục về hoạt động biểu diễn do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát Đại Dương JBI tổ chức tại khu du lịch bãi cháy tối 25 tháng 6. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin thành phố làm việc và đánh giá chương trình biểu diễn nghệ thuật của công ty này nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Video clip đó tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận tiêu cực, trái chiều, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh văn hóa du lịch trên địa bàn. Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tổ chức một cuộc họp với các đơn vị liên quan để làm rõ trách nhiệm quản lý biểu diễn nghệ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hát Đại Dương JBI. Ông Lê Tuấn Vũ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết: Cần xác minh thông tin người đăng tải clip lên mạng xã hội, người tham gia trong clip để xử lý các hành vi theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý vi phạm sẽ được thông tin trên các phương tiện truyền thông. Ông Lê Tuấn Vũ cho hay: Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý nghiêm đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân để xảy ra những hành vi nhạy cảm, không đúng chuẩn mực về đạo đức, không phù hợp về thuần phong mỹ tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, quản lý tốt địa bàn, nhất là các đơn vị làm dịch vụ để tránh làm ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, văn hóa, du lịch của thành phố Hạ Long. Vụ nổ bình khí công nghiệp đã xảy ra tại cơ sở sang chiết oxy của công ty trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp và vận tải Bắc Giang, cụ thể là thôn Đồng Quan khiến hai công nhân tử vong. Tối 27 tháng 6, ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng chức năng của thành phố đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ 27 phút ngày 27 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp và vận tải Bắc Giang ở thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, do ông Trương Văn Trung, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang làm giám đốc. Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1963 chú tại Thọ Dương, thành phố Bắc Giang và Hoàng Văn Hải, sinh năm 2000, chú tại Bảo Lâm, Cao Lộc, Lạng Sơn. Cả hai nạn nhân đều làm thuê cho cơ sở này. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an thành phố Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng bảo vệ hiện trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Tối 27 tháng 6, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã có báo cáo liên quan vụ công nhân công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa, thực đơn gồm nhiều món. Cụ thể sau bữa ăn trưa lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày của công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm ở huyện An Dương, Hải Phòng, nhiều công nhân có biểu hiện mẩn ngứa, mắt đỏ, không bị nôn, không đi ngoài. 12 giờ 22 phút, khoảng 100 người mẩn đỏ vùng mặt, người, đau đầu, một số ít trường hợp buồn nôn, nôn, đau bụng đi ngoài. Thống kê đến 16 giờ, 127 công nhân đã được chuyển đến bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, bệnh viện đa khoa quốc tế và trung tâm y tế huyện An Dương, Hải Phòng để điều trị và theo dõi sức khỏe. Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 69 người, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 30 người, Trung tâm Y tế huyện An Dương 28 người. Tại công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm có 51 công nhân triệu chứng nhẹ như mẩn ngứa, đỏ mặt, đau đầu nhẹ được nằm theo dõi tại công ty. Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, số suất ăn là 795 suất với các món thịt gà kho, lạc trao dầu, cá biển kho, chả lá lốt, bí xanh luộc, canh rau ngót, cơm, dưa hấu tráng miệng và chia làm hai thực đơn, trong đó 400 suất với thực đơn là cá thu kho, trà lá lốt, bí xanh, canh rau ngót, cơm, dưa hấu. Số suất ăn còn lại với thực đơn thịt gà kho, lạc, bí xanh, canh rau ngót, dưa hấu. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Thành Hưng, địa chỉ ở xã Đặng Cương, huyện An Dương là đơn vị cung cấp bữa ăn. Đây là doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Theo điều tra, báo cáo nhanh của công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm, chủ yếu các công nhân có triệu chứng trên đều dùng thực đơn ăn có món cá biển kho. Sức khỏe các công nhân đang dần ổn định. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể ở nhà máy đóng tàu sông Cấm, điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, vân vân. Cụ thể, tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết nhận được báo cáo về vụ việc, đơn vị này đã ban hành công văn gửi Sở Y tế Hải Phòng. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, giám đốc các đơn vị trực tiếp chỉ đạo các khoa phòng liên quan sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, đánh giá và phân luồng các ca bệnh, thường xuyên theo dõi công tác điều trị tại các khoa lâm sàng, theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng và nguy cơ tăng nặng, sẵn sàng hội trần tuyến trên hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, động viên người bệnh và gia đình. Các đơn vị liên quan cập nhật thông tin số bệnh nhân nghi nhiễm ngộ độc thức ăn tại công ty cổ phần đóng tàu sông cấm vào viện số bệnh nhân nặng nguy kịch chuyển nặng số bệnh nhân đỡ khỏi ra viện giám đốc sở y tế hải phòng cũng đã chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân thanh tra sở y tế xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng